nhân viên là nhân viên kinh doanh kiêm bán hàng bên siêu thị đang 18. Mã nhân viên của em là 206 208. Sau đây em xin thực hiện mọi thao tác trên điện thoại. Thứ nhất là cắt sim micro. Cắt micro thành nano sim. Tiếp theo là thao tác tắt các ứng dụng chạy ngầm trên điện thoại. Thao tác thứ ba là copy nhạc hình ảnh phải nhớ. Thao tác thứ tư là cài đặt gói ứng dụng VTT. Đầu tiên là mình gỡ lỗi Wi-Fi trên điện thoại. Bảy ứng dụng VTT. Dưới thế nào tắt quay lại được chứ? Chưa vô nữa. Trang mới rồi. Trang mới nè. Bảy dụng mới nè. Tại bảy dụng kia rồi. Bảy dụng cũ rồi. Bảy dụng cũ á rồi. Quay lại đi. Tắt con Thảo. Chọn pha. Đi lâu quá tự động nó ngắt mà ơi. Tiếp đi. Mình chọn file là Android là của Tú iPhone. Mình khôi phục lại. Tiếp theo là dán màn hình điện thoại. Chi vậy, tôi có chi nhiều chi mất công cầu. Ngày có tiền hành đâu.
sâu đậm thì bị lạnh ngay. Mà cái này cái đậu xả gặp cái đậu xả khác. Cái đậu xả thì sẽ giống như xả xanh su hoặc là dòng mấy đậu smartphone đó. Cái gen luôn xả chung luôn. Chứ không phải là xả chứ không có xả. Không, không, không. Không, không, không. Không, không, không. Nhưng mà cái xả hiện tại là bây giờ rất là đa dụng về những cái xả dòng này. Chứ phải